chào tất cả các bạn nha. Bữa nay bọn mình quay bắn thỏ các bạn. Bọn mình sẽ thanh lý 5 cái bé thỏ giống của bọn mình các bạn. Thì bé đầu tiên là cái bé cái nha, cái bông đỏ. Này bé này nhiều ba màu các bạn. Đầu cái con đực này xung. Còn đây là cái bé cái xám các bạn. Có đó là con đực xám. Đây. Đây là con đực xám và đây là con đực bông. Thì bọn mình sẽ thanh lý hết toàn bộ 5 bé này với giá là 2,5 triệu các bạn. Những con đẹp không các bạn. 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cho 5 bé này. Này bé cái nha các bạn, mấy bé này đã trưởng rất là lớn rồi. 5 tháng rưỡi được hết rồi các bạn. Những bé này về là phối giống nó đẻ. Đang chuẩn bị phối giống các bạn, cỡ 6-7 tháng là mình phối giống được. Những bé rất là đẹp. Wow, có con nó xảy ra nó chạy vô đây nè các bạn. Đây đây cơ con. Giờ này. Đây là cái bé đực nha các bạn, đực bông. Bông đen okay. Đang nhồi kìa. Đó, bộ mình sẽ thanh lý cho tất cả các bạn. Đây là 5 bé thỏ với giá là 2,5 triệu các bạn. Bộ mình sẽ thanh lý rẻ nha. Bạn nào yêu cầu không muốn mua làm giống gì đó thì inbox bộ mình nha. Bộ mình muốn bán hết thỏ các bạn. Thì bộ mình thanh lý với mấy bé này là bộ mình sẽ để giống nha các bạn. Giờ nó mấy con đực nhỏ nó sợ. Đây là con bông cái nha các bạn, rất là đẹp luôn. Bộ mình bán này là với giá 2,5 triệu hết ráo như đây các bạn. 500.000 một bé nha. Thì họ bắt hết mới được giá này nha. Này còn được giống của mình luôn nè, của mình bán luôn nè. Vô cái con, nè. Nó quậy chứ ớn các bạn. Rồi thì của mình nhắc lại một lần nữa, của mình sẽ thanh lý 5 bé thỏ này. Trong đó có 3 đực 2 cái nha các bạn. Rồi 3 con xám. 2 con bông. Quý giá là 2,5 triệu nha. Bạn nào hồi có nhanh tay thì anh bắt của mình nha. Của mình có ship tất cả các tỉnh luôn nha các bạn. Rồi mấy bài chào tất cả các bạn. Trời ơi nó nhau vậy trời. Cái đội hình nhau hết biết luôn. Chưa vô vị trí cái tôi chụp mô hình coi. Đây là 5 bé đó đây nha các bạn. Nhau ớn. Con đực nè các bạn, giùm nó nhau nè các bạn. Wow. Vô. Mấy bé này nó lớn trưởng thành hết rồi. Hồi bữa mình chào tất cả các bạn nha. Bạn nào hồi có mua thì inbox của mình nha. Lấy hết 5 bé giá là 2,5 triệu nha các bạn.